thêm một cái đôi dép mang trong nhà đâu, cái dép Gucci. Bây giờ anh xuống hồ bơi anh mang cái đó cũng được. Anh cũng cần mặc áo vest nhiều tại vì tối anh đi ăn nhà hàng sao nhiều lắm. Với trong khách sạn Mandarin ở dưới nó có cái bar bộ đẹp lắm, nó làm giống như 1930 vậy đó, rất là có nhạc sống hát nữa. Anh thích gọi mấy cocktail cũng ngon lắm bộ. Ngày trước mình tính đi đúng không? Không, nó nhà trong khách sạn Mandarin thì luôn. Có chứ em có chỉ đại xong anh nói cái này ở trong anh. Đúng rồi, kỳ trước mình đi đúng không em? Em kiếm đại. Yeah. Đẹp lắm, rất là nice, rất là classy luôn á. Giống như trong phim Hemingway hay là trong phim Orient Express vậy em. Trang giống vậy. Cái này hai cái tủ hai bên nó phải bằng nhau á, em là bên cái cột. Cái cột thì nó bên tay trái không còn nữa, có nghĩa là anh chỉ tập trung cái bên tay phải trước cái bàn viết thôi, hai bên cái kệ thì nhưng nhìn đằng trước nó phải bằng nhau. Ở bên này á, bên xây dựng mà họ ký được cái hồ sơ thì bên phòng cháy chữa cháy họ phải ký trước. Đó là bên mục nhất. Thì anh cố gắng anh xong cái phần layout để em gửi cái file này đi qua cho anh Tiến. Ok. Tại cái layout này nó final rồi á thì bên phòng cháy chữa cháy họ mới định vị được vị trí nào báo cháy, cái chỗ nào mà anh không muốn nó phun nước á thì lúc đó mới có cơ sở để làm việc. Khu vực nào mà có lửa giống như là cái bếp ở phía dưới rồi khu vực lối đi cầu thang thôi. Thì anh cố gắng nha, trong bữa nay em cố gắng xong cái layout nha. Dạ. Cái ông Toàn nó gửi qua hết cho anh đi, nguyên một cái plan từ 3 giờ làm á. Dạ. Dạ dạ. Ok. Dạ. Ok. Gì? Cái này cho nhân viên đi khám bệnh không? Định kỳ hàng năm. Cho nguyên tất cả như vậy hết. Dạ. Khám ở đâu lần? Ở trên, anh nhớ chỗ mình đi ăn Hàn Quốc không? Em Laza á. Tất cả một chỗ thôi. Dạ đúng rồi. Giống khám tập thể vậy hả? Giống như quân đội vậy hả? Không. Đứng xếp hạng hay sao? Trời sang lắm á. Không, chia lịch anh. Như American... Cái này bệnh viện hay sao? Dạ đúng rồi, bệnh viện. Bệnh viện của Việt Nam hay là của... Của Hàn Quốc, phòng khám Hàn Quốc, đa khoa Hàn Quốc. Mấy chục nhân viên đó, 50 hơn. Chắc anh có đem thêm cái đồng hồ nữa không ta? Mắc công quá hả? Mắc công. Nhưng mà chắc anh đem cái đồng hồ vàng đi. Mấy đồng hồ vàng để xuống bãi biển. Đợi hồ bơi. Hồ. Dạ. Dạ, có cái này. Đâu rồi đó? Lên cái họp bàn đó nha, giữ xuống họp bàn dưới kia. Mấy cái tờ giấy xe hơi cũng đưa cất cho, bỏ trong tủ sách luôn đi. Dạ. Rồi em có thấy cái passport của anh để đâu? Chắc là đăng ký đem đi ký hợp đồng gì đó không ta? Em thấy passport anh đâu? Không. Ủa? Chết? Anh không nhớ. Phải lấy không ta? Đi đâu rồi? Trong mấy cặp sách MS. Em mới nói ngủ chứ tôi có tiền lấy đâu ta? Ở đâu à? Trong cái túi cá sấu vậy. Yves Saint Laurent anh, tại sao anh bỏ đó ta? Ủa sao bỏ đó ta? Qua đó
Hả? Em không nhắc anh cất mấy cái đó đâu. Hay là em nhắc rồi mà anh không cất? Cái gì? Hay là em có nhắc mà anh không cất? Không, em nhắc nhưng mà giống như là em nhắc để có nhắc vậy đó. Chứ không phải là nhắc mà có cái kết quả. Hả? Đâu có đâu, bình thường em trả cho anh là em trả trong nhà luôn á. Dạ, nhưng anh... mà em nếu mà em nhắc cái gì giống như là ờ dạ tôi ra có nhắc rồi á, giống như vậy á, hiểu không? Chứ giờ anh muốn nhắc làm sao? Nhắc là làm liền ngay lúc đó. Nó có cái kết quả kết thúc. Chứ không phải là nhắc không. À, chết bố ơi. Ông mua cái sim card cho anh luôn. Và bển mắc công ghê á. Em anh gì làm trợ lý em chứ anh ta. Giao kịp. Hả? Hên quá. Anh ghét khỏi bển xếp hàng nó mua sẵn luôn. Dạ. Với một cái mạnh nhất á. Dạ. Mua luôn 2 tuần. Túi xách tay, anh có lấy cái Goya không? Không, Goya bự quá. Cái này thì mình xuống hồ bơi mình xách mấy cái này cũng được. Để không nhòm không? Không nhòm mà. Cũng được, để không nhòm theo, bước đây đi rồi. Để không nhòm. Tại anh ở cái phòng cao nhòm nhiều thứ được. Không quên. Nhà ba lô anh cần không? Mình ăn tối ở trong khách sạn, trong mấy khách nhà chắc cũng phải mặc áo vest chứ ha. Em đem một cái áo vest xanh. Cái áo xám. Có một cái. Một bộ xám với lại là một áo xám. Một bộ xám. Mỗi chút mấy có thời gian nè. Đúng. Đúng, cái này mới nó có thời gian. Này mà không có nhung mà màu nút vàng, tối thì anh mặc không được. Đó. Cái áo này nhưng mà không có giải nhung á, của Ralph Lauren. Đây một cái linen trắng không ta. Cái này không ở đây không mặc mà sao đem đi theo sao đem tới không mặc. Ok. One of it của anh đúng không? Hay lộn của Oli Huy nha. Hai trắng không ta. Trắng khó mặc à. Ok. Cái trắng đi. Cái bộ màu xám này ghê, gì đó cũng đem bộ màu xám này theo. Cái này cũng ok. Bên bển như đang hơi mưa. Hơi mưa à? Hơi. Cái này lấy quần thôi đúng không anh? Yes. Không. Này lấy cái này. Cái quần màu xám á. Ủa, quần xám nữa hả? Này nữa. Này không ra. Kể lấy luôn bộ này đi ha. Quần màu xám hả? Một sợ, hai cái, một cái hay là hai cái này giống nhau không? Đâu, khác nhau nhiều mà. Khác nhau nhiều, ok. Rồi thêm một cái quần màu xám đậm này nè, nãy giờ anh không thấy. Chắc đem lại cái cà vạt đi ha. Uống cái này nha. Ok. Ở bên Mandu Yen thử Bangkok giặt áo rất kỳ tốt luôn vô. Mấy cái áo vest mình ít giặt, anh đeo bệnh thẳng mời bệnh nên cho đi giặt. Đây mấy cái đồ này không dám giặt ở đây luôn á. Ướt. Bao nhiêu phim? Yeah.
Tiếng tới. Nhưng mình ở Việt Nam có nhiều điểm gần gần cũng thú vị chứ. Một tiếng Bangkok. Dạ. I am your driver and for your work. Yeah. We will take about 45 minutes to the hotel. Đối diện cái mình nó đi cái thuyền nó vào trực tiếp nữa không? Dạ. Cái tên gì tên rồi? Cái tên gì quên rồi? Icon. Icon đúng rồi. Icon. Vậy bình thường mấy người bảo ở châu khác là cũng khó đến luôn á. Dạ. Mà bây giờ mình là chỉ là lên thuyền nữa là chở thẳng mình vào bến luôn. Mà nó lên thuyền vô cái hẻm. Ủa? Tại vì nó sát vào sông vậy mà nó sát. Lần đầu tiên anh đến đây anh thấy ủa cái khách sạn mà một cái khách sạn đẳng cấp nhất trên thế giới này mà sao vô cái hẻm ngõ cuối cùng giờ thì mới surprise. Manoel thì là thuộc về top thế giới luôn em, có nhiều năm nó là the best nhất trên thế giới luôn. Mà thứ nhất là cái service mà nó cũng mắc nhất ở Bangkok mà không có ai mà vượt qua nó luôn. Hello. Welcome back home. Thank you. Good evening. Welcome to Mandalay Resort. Thank you. Can you put this up? You stay. Right. Two more. Yeah.
What a wonderful view. Maybe. Yeah, Thắng. Sparring fitness center will also be renovated. Ah, nice, very nice. Yes, you will be staying for 6 nights. Yes, in the state room. Okay, and the breakfast is included at the fan of an all. Okay, this kindly side of the area. Please. Right. So, như là check in, không có xếp hàng đi. I love the Mandarin Oriental service. It's one of the top in the world, right? Actually, thank you very much. Yes. And I love always check in the room. Don't have to wait on the desk. The counter desk. It's great service. I love the colors, huh? Yeah, this is very Thai style. Thai, but a little bit more than such, huh? Yeah. In Thai, like we use this kind of color to decorate since long time ago. Yes. Yes. Orange, yellow, or exactly. Yeah. Tropical color. Yeah, it's a real Southeast Asia. Yeah. Yes. You will feel like home. Right. And for now, anything else I can do for you? Maybe open bottle champagne? The champagne. And so? I will inform my company. My butler come. Okay. Certainly. Thank you. Thank you. Yeah, thank You're you. Welcome. Bye. And I hope you enjoy your stay in Seoul, Bangkok. Thank you very much. Sawasdee ka. Thank you. Không phải rộng rãi không? Đẹp không? Như đẹp không? You stay, they will give us all the shoes. And the butler coming to unpack the luggage, right? Yes. Đây có cái phòng quần áo. Hello. Yes. Please. Cái phao răng này cũng dễ thương không? Tắm không ta? Chắc không hả? Không tắm nào. Phải tắm cho nó khỏe không ta? Hơi mệt không ta? Phải đợi bất là lên sạn đồ ra đi. Cái mắt kính của anh rồi ta, cái mắt kính. Nhưng mà anh phải cần cái mắt kính bình thường như nãy. Mũ nó bỏ vô. Đâu ta? Ở đây. Anh cũng có bắt là giỏi lắm luôn nha. Thích như mấy cái phòng mà có mấy cái phòng thay đồ vậy á. Anh thích mấy cái phòng mà có mấy cái phòng thay đồ vậy, giống như nhà mình, giống như anh thiết kế. Rất là tiện luôn ha. Đi ra cái là đóng cửa lại xong. Which restaurant is open tonight? Downstairs? Which Veranda. Veranda is okay, it's close to the river, right? Yes. Uh-huh. Was this a Thai food? Or? It's the international food. I see. Yes. And normally at the fifth floor, another wing. Which one? It's a Normandy restaurant. Normandy, as the one Michelin star. Two Michelin star, yes. It's upstairs on the wing. Let's see where the sun might lead. Let's see where the sun might lead. Waking up to a brand new day in between your sheets. Breaking up in the best of ways, and I'm back again on the street. Like home. Yes.
Thank you. See you tomorrow. So hôm nay trời mưa rồi nên là ngày mai mình mới tắm nắng được. Thứ cái là mình đi cái thuyền qua bên kia luôn em. Rồi xong thôi là hello. We're going to the icon. Yes. It's a kind of umbrella. It's a big umbrella. Big umbrella. Wow. Đó là lúc anh còn trẻ là đã ở bên khách sạn đối diện cái Peninsula. Mà khách sạn đó là nó rẻ hơn ở đây một chút, nhưng mà nó cũng là thuộc đẳng cấp. Hồi đó là nghe cái giá này cũng hơi sợ. Mandarino dành từ lúc anh đi với mama và bà. Ờ. Nhưng bây giờ chuyển qua bên đây là đã nâng tầm phong cách sống nhiều năm qua. Hình như em chưa bao ở đó một lần. Như mình ở một lần. Em ở một lần đúng không? 4-5 năm trước. Yeah, yeah. Cũng đẹp, không đẹp bằng Mandarin. Yeah. Mandarin đẹp hơn.
ông Peninsula là cũng thuộc cái group cũng rất là gọi là super luxury rồi đó. Mà cái này nó tinh tế hơn nữa, mắc hơn cái shopping mall. Vậy nên nếu mà người nào mà đi bình thường mà tới shopping mall này em thì đâu có thấy cảnh này, có là nó chỉ vô người ta vô cái cảnh trước à. Vì biết mà team mình từ trước tới đây, nó đến đây là nó đâu có thấy cái cảnh này đâu. Đúng rồi, đúng không? Còn này nó chỉ bước ra nó coi thôi, nhưng mà chắc là nó đi ở đằng trước đi vô. Cảnh bên đây nhìn qua thấy đẹp ha. Đẹp không? Quá đẹp. Bởi vì nhiều khi đi du lịch mà thuyền nó cũng có những cái thú vị riêng ha. Tại vì người ta đi từ xa, người ta nhìn vô thấy cái thành phố. Chứ còn ví dụ như ở mình đất liền mình nhìn ra nó khác. Hôm nay mưa sóng to ghê. Sóng to. Có nghĩa là anh thấy không có trời tiết xấu, chỉ có cảnh xấu thôi. Cái trời tiết mưa mình đi trên cái thuyền này thấy cũng đẹp chứ. Wow, bên đây có cả tiệm hết trơn anh. Gucci. Vậy ngồi đây mình thấy mấy cái tiệm luxury thì thấy nó cũng lạ lạ ha. Gucci, Louis Vuitton, Hermes. Big shopping today. Yeah, something for me. Very good. Ở bữa nay sướng ghê, trời mưa cũng có một cái sướng đó là không có ai hết trơn. Giống như mình đi với một mình nữa. Rồi cái tiệm MS đẹp quá hả? Ủa cái tòa nhà nó vàng, cái là cái này nó thuộc về Mandarin Oriental luôn phải không? Hai tòa này. À, không biết luôn á. Đó là Mandarin Oriental. Quá đẹp hả? Ủa? Rồi, đây là ở Sydney là cũng khách của mình em. Hay là mình mới mà có khách ở Bangkok là cũng thật là nhiều lắm luôn. Đây là cũng khách giới thương lưu. Em thấy cũng bằng mà đố cả anh cũng cocktail của em cũng gọi cuốn ăn miếng không đúng mày mày em còn nữa đúng là cái món này là món tây nó mới cái cocktail nó mọi người dùng cái ly bây giờ so của em ăn làm sao đây ăn dằn nĩa làm gì anh nghĩ mình sẽ lấy một con xuống. Stream cocktail. Món yêu thích quá. Lincoln berry and potato. Yes. Yeah, with the red wine. Pepper corn top. Enjoy your dinner. A lot of red wine with your beef. It's not. No, it's fine. No, that's alright. Yeah. Please enjoy. Mùi bơ thơm đúng rồi. Thơm hả? Thơm lắm rồi. Nguyên con mùi bơ. Hả? Thơm hả? Có hả? Có hả? Nice meal, right? It's really good. It's butter. Yeah, I pre-water it.
It's very nice meal. Yeah. It's what I said, yeah. Because you have to fry in the butter. It's a lot of butter you need inside. Not little bit, you have full of butter. And you, and swim in the water. Well, it's like, yeah. Like a wave, something like that? Yes, yes, yes. And this, I mean, this is a bubble here. This is a bubble. It's good. It's not only hard, it must be bubble. And sometimes the bubble becomes so big. It's also nice. Okay. Yeah. All right. Thank you. Please enjoy them. Oh, can I get more from this? More anchovy. Anchovy. Yes. Yes. Hai miếng luôn. Anh không ngờ mà Thái Lan có món này. Bữa anh đi mà anh đi Milan ăn này không? Nhớ. Đúng rồi. Món mà bình thường món này bên bên Đức mới có ha. Âu Châu. Đó biết làm nha. Được. Nó đập rất là mỏng luôn. Cái món này quan trọng là nó phải thay nước mà nó đi cái muối đập mỏng thật mỏng. Chắc mấy ông đầu bếp ở đây cũng có bếp nước ngoài. Cái này là biết làm. Nó nãy nó đề là authentic Wiener Schnitzel luôn, nó đề là chữ là Wiener Schnitzel, nó dùng cái chữ Schnitzel luôn chứ không phải là steak thôi. Try. Thơm một bơ. Good. Thank you. Ở đây cũng nhiều loại người du lịch nữa. Thái Lan biết làm du lịch. Giỏi. Nó cũng gây dựng cái đất nước nó lên cũng từ quay du lịch. Mình thấy cái hình 1960 vậy. 70 mà Thái Lan cũng phát triển lắm rồi. Thái Lan, anh có mấy hình Thái Lan 1960-70. This is why. Thank you. Thank you very much. Thank you. You can go this way. Bamboo bar. Bamboo bar. Bamboo bar. Bamboo bar. Bamboo bar. We go now to the bamboo bar. As we go, could we stay by day? Let's see where this song might lead.